Hello và xin chào các bạn. Hôm nay tớ sẽ chơi Crazy Game, game điên lại nha. Nhưng tớ cũng sẽ chơi game sẹp Shooter 2 nha. Rồi tớ sẽ cho các bạn xem, tớ sẽ rất nhiều cái cục này nè, cái cục 999 ở giữa này các bạn ơi. Đó rất hay. Sau đó hồi tớ sẽ chơi Pokigame. Không biết mà Pokigame for boy hả? Dành cho con trai. Dạ tớ sẽ chơi game này trước nha. Quảng cáo thật nhiều. Đây là Poki Shrap Shooter 2. Đây mình đã có con mới cho ngày hôm qua. Đó. Ôi rồi, cái gì bự dữ vậy trời. Để tớ sẽ chơi nha các bạn. Ô mấy con này nó uống mạnh, nó cũng hơi trâu nha các bạn, bị nó cẩn thận á. Nhưng các bạn ơi, tớ còn full máu. Ha ha ha. Tớ có thể giết tớ có thể giết tất cả mọi anh em trong đây luôn. Ôi trời ơi, tớ mất một bạn rồi. Ok, tớ sẽ chọn cái này đi. Trời, phải 8 lận hả? Gì dữ vậy trời. Đó. Phải cộng 1 với 2. Đó, cho nó nhiều. Wow, các bạn thấy đẹp chưa? Xịn chưa? Xịn. Ôi trời ơi, bạn bị boss ơi. Ôi trời ơi, rồi chết luôn. Cái này là bán cũng hơi xịn, nhưng tớ thích cái này hơn. Năm thử coi là cái giống gì ha. Quảng cáo hoài. Đúng rồi, cái hình quảng cáo là biết rồi. Đây nè. Đó. Các bạn thấy dữ chưa? Ô cái gì mà chùm dữ vậy? Ô cục gì đây? Bác còn một nữa đi các bạn ơi, để cho nó bắn mạnh hơn. Đâu rồi? Đây nè bé ơi, đi lại đây. Ha 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 ha. Mình phải bảo vệ đằng sau nữa. Đó. Ô đằng sau là phi tiêu. Ghê chưa? Mình làm cái gì đó? Ô 20 mét lận hả? Các em nhỏ quá à. Một cái nữa. Ấy chưa, easy lắm luôn các bạn. Ô đây một cái cho em nhỏ này. Ủa sao có một cái thôi vậy? Gì kỳ nhỏ. Wow. Tô bát nữa. Wow, quá trời anh em của đồng bọn luôn. Bác nữa. Có một cái. No, tớ không muốn để chết. Đúng rồi, rõ lắm, tớ không muốn để chết đâu. Tớ sẽ chọn bên đây. Tớ sẽ chọn skill. Ủa skill mà, skill gì kỳ vậy? Kỳ quá à. No, mình phải có con mới thôi. Ta đã tấn công được các ngươi. Đây một em nè các bạn ơi, hỏng một em nè chúng ta chết nữa đó. Ôi sao cái tôi thấy cục màu vuông nó trâu quá. Một em nữa đó. Ghê chưa các bạn. Giờ tôi mém chút xíu nữa chúng em này rồi. Em này cũng bắn tầm đạn cũng xa.
Bắt cua. Ủa dồi ôi, bắt cua gì kỳ vậy? Đó, bắt cua. Phong cách của thằng điên nó mắc bắt cua nha các bạn. Đó, ô, ơi khỏe lại rồi. Ôi ôi ôi. Mình còn chưa có sức dậy đâu, mình chưa có trâu. Phi về một cái đi. Ô nè. Ôi. Ha 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 ha. Chọn một cái này bên đây. Oh my god, quá trời ôn. Ê. Nhưng cũng chưa làm gì được với anh đâu. Ha 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 các bạn ơi, thứ hai chỗ. Hai cái lận hả? Hai em luôn ghê. Một cái đi. Đó rồi bên đây còn một em nữa nè. Đó, 19 mấy trăm mét luôn. Đó, quá trời. Ô rồi rồi. Ok, no. Đó, mình phải ở tránh đường nha. Tự nhiên cái gì ta? Ủa, cho mày chết. Biết phun cái quá gì mà nhiều nhỏ. Ô, này. Ô, no. Upgrade một cái này. Ô, bùm 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 bùm. No. Đúng rồi. No. Chốc mấy luôn. Tức 5.000 mấy. Năm tôi sơ tát lại nè các bạn ơi. Nó hơi kỳ nha các bạn. Bởi vì tớ sẽ chọn cái gì đấy. Tớ sẽ chọn cái gì đấy. Chọn lên. Đó. Châu nè. Châu mà kỳ vậy. What? Mới đầu vô như bàn. Tự nhiên mà chết cha. Với cái nhờ. Giờ không biết cái này để dành nó như thế nào. Ô sáp nè. Ok luôn. Đùng một phát. Ha. Ở đằng trước một em. Ha. Ta đã giết hết tất cả động bọn của các ngươi. Giờ ta chỉ giết các ngươi nữa là xong. Oh no. Tớ sắp chết rồi. Tớ ơi vên ớp một em nữa đi. Đó. No. Làm sao đây các bạn ơi. Tớ chết nhiều quá. Tớ phải giết cái con tam giác trước trả. Ồ trời ơi, con tam giác quỷ quỷ kia ơi. Một em bên kia. Đúng rồi, một em bên đây mới xịn nè. Đó. Hồi chơi style luôn nha các bạn. Chơi style cực kỳ hay luôn nha. Đó, đã ok. Ô, cái gì vậy? Ở đằng trước một em nữa. Đồng bọn gì kỳ vậy? Ôi, mấy trăm mét luôn rồi các bạn ơi. Tớ sẽ chơi. Ôi no, bé chút xíu nữa tớ ưa. Nữa rồi. Ta đã ưa. Ta đã ưa. Ha. Bác một cái nữa. Đúng rồi. Nhớ thôi. No. Ở đây có mười mấy trăm mét nè. Tớ phải thu hoạch nó thôi. Chọn cái này đi. Đúng rồi. Ha. Ồ no. Vừa mới hồi phục xong. Cái gì đây? Ok một em nữa nào. Đúng rồi. Hả?
chấm con chấm về luôn, hết đường hỏi luôn này. Chết đi, tới đi. Đợi tí nha các bạn, quay lại từ đầu nghe. Tại sao tớ lại chết nhiều thế? Không biết tại sao. Đi nào các anh em. Nhớ là dễ lắm luôn á nha các bạn, chỉ có hai nòng thôi đâu. À đây auto một cái này, nhớ là vậy đó, auto á, nó phải auto một cái nha các bạn. Bạn ơi lên đi với tôi nè, là tôi nhớ. Center luôn ghê ta. Quá đã luôn nha các bạn. Em nữa đi. Ở nhà. Ôi. Một em nữa nè. Ta là hệ băng. Hệ băng ngon cái kiểu chi vậy? Hồi phân lại rồi nè. Ủa cái gì vậy? Các bạn ơi, một em nữa đi ha ha. Quá trời băng luôn, nó phi ra từng đạn é. No. Mấy hẻ hả? Có đủ rồi, giờ chỉ còn một em mà em này phải xịn đó. Giờ sẽ xịn nha. Tớ sẽ chọn cái này và tớ phải chạy mau lên để tôi hắn ta đủ kịp bây giờ. Skill đúng rồi, skill skill rồi nha em, skill rồi đâu rồi, đây cái thứ mà mình cần. No, thích quá nào mấy ngu, đi ra lẹ nốt nhạc, đi lẹ mau. Có 800 mấy sự chất nè. Cái gì vậy các bạn ơi? Tại sao tôi lại bị thảm hại? Ủa cái nè. Các bạn ơi, tôi đang chọn nào? Tôi đang chọn cái này. Nữa nè. Tôi đang chọn cái này nha các bạn. Nó tính tông chúng ta nha các bạn, nhưng nó không tông được đâu, nó không tông chúng ta được đâu, bởi vì chúng ta cực kỳ mạnh nhưng né thì cực kỳ cùi. No đúng rồi, lần lượt một mạng. Ôi mấy em chút xíu nữa tới yêu rồi. Làm sao được gì với anh nào con trai. Wow, quá trời luôn. Năm tôi start nha các bạn. Bạn ơi, lẹ lên. Start thì tớ sẽ start cái nào? Cái này càng tốt. Hết chưa. Giờ tớ sẽ cho nó bằng cái đó luôn nha. Đây một cách bằng. Ôi no please. Mới vô chơi sao chết vậy? Ô tu nữa nè. Ở sau đó tớ phải tìm nữa để hồi phục nữa các bạn ơi. Oh.
Đúng rồi, xài chén lửa chết thật. Ồ, cái cục gì vậy? Cục gì kỳ vậy? Oh my god, cục này xịn đó nha. Cục đó là cục anti cọp lắm, xong lắm 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 nó mở lắm lắm xong lắm lắm cùng một cái cục sida. Và đây tớ sẽ diệt ở cái con mini này để tớ có thể ăn chơi đua lụa. Đây cái con mini này ha 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 ha. Ồ tớ phải cần 12 mảnh lần các bạn ơi, mà tớ diệt được có vài trăm mảnh nè. À. Ồ ở đây cũng nhiều như các bạn, đừng có giỡn nhá. Đây món ngon của tớ không ai được cản đường, cút ra. Ha 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 ha. Một em nữa. Ha ha ha. Ồ đi thôi xa. Ha 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 ha. Đâu rồi? Ê, miệng trúng đạn của em nha. Hồi anh có chết em nhớ bắt đền nha. Ui ui anh bạn ơi bất giận nha, auto nha. Đó auto còn ô còn 11 cái nữa hả, thì tớ không được giỡn. Oh no lẻ lên. Oh no rồi xong luôn các bạn ơi, thật là ghê. Copy hiểu không? Hiểu rồi các bạn ơi, giờ tôi phải tìm auto trước nha các bạn. Auto trước nhưng không có auto làm cái này trước nha các bạn. Mà làm càng nhiều hai cái đó càng tốt nha các bạn. Nó sẽ trâu và mạnh hơn. Đó. Không có auto thì cứ một em bác đi. Nó càng mạnh đó. Bởi vì một em bát là còn mạnh hơn gấp bảy mấy lần luôn. Bởi vì ở đây quá trời anh lính nhỏ luôn. Oh my god. No. Đúng rồi, giỏi lắm con trai. Đúng là hổ danh con trai của bố. Phải tìm tùm lum luôn. Ấn đại nhưng ấn, ấn 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 một cách thừa dài. Đó vậy đó nha các bạn, phải ở đằng trước phải có sọt ghinh, không có là không được. Rồi đây đó một em hai em đó, mấy trăm em đã chết vì tôi đi ăn cướp tiền. Cái gì đó thấy chưa, ăn cái tốt mà. Ô bạn ơi bạn ơi bạn đừng giỡn nha, đâu bạn đừng cái này nữa nè hả. Mấy anh em này cũng xịn nhá, bớt giỡn với mấy anh em này nha. Ô mấy anh em lính nhỏ hả, to mày đứng bự luôn. Trap nè càng tốt. Ô oh, no no no, anh em ơi tại sao đó phải giết con boss kìa. Đó boss 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 boss. Oh no 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 mấy trúng đạn rồi đó. Ơi ơi còn hai viên đạn mà kỳ nhá. Đó sẽ chọn ở đằng trước. Ha 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 ha, ta sẽ thống trị đây ha. Ô được để anh tí nữa chết luôn. Ở đằng trước cho nó bằng thử coi nó có mạnh và trâu thử thôi nha. Yeah quá đẹp luôn, ở đằng trước nữa nè. Ó thấy chưa. Ô may là tôi là người tốt cho nên nó sẽ cho mấy cái thứ linh tinh mà tôi cầu yêu cầu. Không có chứ gì, cho bác luôn nè, cho mày biết cái kết nè. Ha ha ha. Oh my god mày em chết luôn.
In front of nữa này. Oh my gosh, nữa rồi. No. No. Anh bạn ơi. Này chỉ có hai à. Sọt bên này đúng không? Nhưng đó thì trại. Một cách skill. Skill. Ồ mà xài skill cũng đi chậm mà bạn ơi. Trap. Skill cho tớ đi nhanh. Trap, 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 trap. Để coi. Nó sợ cái đài trap của mình không? Ha ha. Ôi. Oh my god, cười là cái vậy đó nha các bạn. Hai coi. Cười là thành phẩm của thằng điên làm đó. Đúng gà luôn á. Mới bắn vài phát là chết rồi. Ồ phải là trap á. Ở mình phải bao quanh cái xung quanh này á các bạn. Nữa nè, đó, thấy chưa? Thôi trap, 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 trap sẽ bảo vệ to thôi. Bảo vệ đi, anh em của đoàn, anh em tập đoàn của ta. Auto đây là cái thứ quan trọng nhất. Auto. Cái tháp của ta đang phát triển cực kỳ tốt. Giờ ta đang bảo vệ mi á. Mi mà. Ôi ôi. Đáng gờm nhất trong đây là đây. Ồ, thấy chưa? Ồ, cái tháp của ta nó rất trâu. Tiên ha ha ha. Ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ của ta. Mi mà cũng không biết đó là tao đập mi là chết lần. Đừng 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 đừng. Đó, bắt đầu nữa nè. Đó, mi là đồ ngu. Ôi rồi ôi, mi thấy mi không đồ ngu cho lắm nha. Đó đó đi. Oh no. Oh my god, ghét nè. Thử start thử coi. Thử coi nha. Ở đằng trước nha. Wow. Ô cái thứ mình cần luôn. Sướng chưa? Bên phải rồi đúng luôn. Tớ đang cần cái phần bên phải và bên trái thôi. Để tớ có thể mạnh hơn. Nhiều đứa để xông vào hơn. Đâu rồi rồi đó nữ nè. Ha 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 ha. Rất nhiều. Và cũng rất mạnh nha. Không giỡn được đâu nha. Đâu rồi, đâu rồi. Ồ, không có thì cho đằng trước. Bơm nè. Đồ. Bơm ở đằng trước. Bơm ở đằng trước. Thật là ghê. Drop nữa nè. Wow, thường sai quá các bạn ơi. Bơm, 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 bơm. Bơm, 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 bơm. Đã chưa, đã chưa. Bơm ở đằng trước. Bán một em nữa coi. Ôi trời. Bơm ở đằng trước. Bùng 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 bùng. Bùng. Wow, quá trời. Anh lính nó đang cản đường của chúng ta luôn. Cúc. Ôi trời. Anh bé ơi, anh bé ơi, bớt giỡn nha. Wow, quá trời. Anh lính đang cản quá trời luôn. Wow, các bạn ơi, nhìn nè, quá trời anh lính luôn. Các bạn muốn tải thì cứ search Crazy Game. Ồ, nãy giờ mình quên nói cái chuyện này. Các bạn nhớ nhấn like nha. Nhấn like và subscribe cho tớ.
Không được rồi, tôi chết rồi các bạn ơi, làm sao đây? Oh my god, có cái này là ok liền nha các bạn. Wow, cái này nó nổ đùng 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 giờ đổ 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 ghê chưa các bạn, thấy ghê chứ gì? Quá trời anh lính đang cản. Ô thấy chưa đụng liền chết em, đùng 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 chết liền nữa nè. Quá trời luôn, tớ thích con này quá, con sắt 1.000 mấy rồi đó, chỉ cần có vài bước nữa thôi là đủ rồi, 5.000 mấy là xong. Đùng 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 ồ đậu. No, đừng, đừng có hại ta, đừng, đừng có hại ta nghe chưa? Một em ở đằng trước nữa coi. Đúng rồi. Auto cho chúng ta quá trời luôn. Wow. Đúng mạnh nha các bạn. Oh no, rồi xong luôn. Xin là xin vấn bịch cụ mình rồi. Oh no 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 các bạn ơi, mình không nên chết, chết tội lắm. Hồi lại máu liền, đùng 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 luôn. Thấy chưa, quá sự tai nữa nè. Tớ cần mấy trăm cái đó đó, cái đó là cái bên phải và bên trái. Các bạn nhớ thấy cái này hay thì nhớ nhấn like, subscribe và đăng ký kênh cho tớ nha. Bên hết cái này. Oh my god. Bùm 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 bùm. Nữa nè các bạn ơi, các bạn chỉ cần search Crazy Game hoặc là Shape Shooter thôi là đủ, nó có rồi. Bùm bùm bùm. Con trâu nào cũng không đấu được anh đâu. Bồ 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 no 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 bồ 4.000 sót mấy luôn rồi. Giờ chơi cái này luôn nè. Bồ giờ skill của tớ nè. Skill quá đúng mạnh luôn á. Mình đang cần cái thứ này. Bì. Các ngươi đã chết, giờ ta sẽ cho các ngươi chết thêm nữa nè. Skill bùm, quá trời skill bự. À mình biết tác dụng rồi, là sẽ há ra cái máy bự các bạn ơi. Bự 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 một cách ghê rợn. Chết liền. Tôi thấy cái này nó đúng mạnh luôn nha các bạn. Tớ cũng sẽ chọn cái này bởi vì tớ cần atu rất nhiều mà ai lượm cái phần này nó đâu mất tiêu rồi, tớ phải chọn cái này nữa. Đúng dài chết liền nha các bạn. Bơm là chết, bơm sao không sống được đó. Tớ chọn cái này đi và phải chạy liền, không chạy là chết. Tớ lẹ lên. Hồi máu hồi máu hồi máu hồi máu đúng luôn. Wow lát quê nữa nè. Ồ rồi chết cha, chết cha tớ rồi. Rớt 8.000 new top ghê chưa các bạn, đây 5 chữ top. Wow. No. Giờ tớ sẽ chọn 5 sự tốt nha các bạn. Bắt đầu nào.
5 giờ đó thì tớ chọn cái này. Ủa, ghê chưa, đùng 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 luôn đó. Quan trọng nhất là cái kia nha, đúng luôn, mới vô có liền. Ha ha ha, ta cần mi đấy nha, mi mà không có ở ở ở lính đó phải hy sinh rất nhiều nha, lính đó cực kỳ hy sinh, cực kỳ nhiều luôn á. Oh my god, đùng 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 đùng, quá trời rồi, mới vô có cái kia luôn. Tiếp nữa nè, nữa nè, ơi không biết cái này nó khoanh vòng tròn là như thế nào ha các bạn. Cái nào đây các bạn, hoa sơ kiếp đưa các bạn ơi. Đó thì lại muốn chọn cái kia cho nó đẹp. Cái nào đây, cái này cho nó sáo nha các bạn. Sáo nè, đó bùng 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 luôn, đã như vậy luôn á các bạn ơi. Ở đằng sau tớ còn có một em nữa ha, sao đánh được em này đó. Các bạn thích cái game này thì các bạn có thể search nha. Oh no no các bạn ơi, tớ phải cần chơi, sắp chết rồi. Ủa tớ chưa chết luôn á, kỳ chưa ta. Wow, 8 bất luôn, 8 để bảo vệ ta. Cái cục năng lượng đó, đây cái cục năng lượng này, nó ra 1 tỷ con để bảo vệ chúng ta nữa nè, 1 tỷ con. Ô nó rồi may nha. Ô nó ôi ôi bạn ơi, nó bắn súng gì dữ luôn nha các bạn. No no, đúng rồi, tớ chỉ chọn cái này tiếp tục. Ra nhiều bạn. No, đúng rồi. Lại hồi sinh rồi, hồi sinh ở đằng trước là chap đúng rồi. My god các bạn ơi, chap bảo vệ mình kinh quá, chat nó bảo vệ mình rồi các bạn, chat là cái phi tiêu á. Ai tung một cái thôi. Wow, quá trời luôn, bảo vệ mình rồi ha. Làm sao đấu được anh này chứ. Hồi dắt cái con bắn bắn á các bạn ơi, con bắn bắn sẽ đấu được thôi. Tôi sẽ chọn cái này nữa nè. Ơi bằng cái kia rồi, quá trời cái kia luôn, bùm 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 bùm. No 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 no, lượm liền. Tớ sẽ chọn cái này rồi, chạy chạy với những phi tiêu quăng ra nữa nè. Nãy giờ chưa chọn bé này luôn á, những phi tiêu nó quăng ra rồi nó giết chết con bạn boss luôn rồi, mắc cười quá à, thật là ghê. Đất đinh đinh, wow quá trời luôn ha các bạn ơi, nhìn nè tôi ổng canada luôn rồi các bạn ơi. Tôi chơi cái này đúng vui luôn, không biết cái này nó làm mặt trời là không biết làm sao ta, nó hay lắm ha. Thôi chị dọn cái này đi, đùng 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 liền 4.000 mấy rồi các bạn ơi, có nghĩa là 4.000 mấy có nghĩa là điểm rồi. Ô đây 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 đây, gửi bên cái sáp luôn. Ủa lính sáp phải cho mình chết nè, quá trời luôn. Nhưng tớ chỉ cần chụp phê thôi. Đâu 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 đâu, à đây, đồ quá trời luôn. Mấy anh em chạy nhanh này nó cũng gan ha, dám lợi với đầu hàng với anh này hả.
Đồng hàng với anh này cũng không có dễ đâu nha. Đâu rồi đây? Ó, thành hai cái cánh chim luôn rồi các bạn ơi. Hai cái cánh chim nó bay 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 hồi nó té luôn. Thôi skip đây, tao không thấy cái gì dễ. Hai cái kia nha các bạn. Cửa đang còn full máu, không biết cái con boss kia nó đâu mất tiêu rồi mà sao còn quá trời cái con khổng lồ luôn. Quá trời cái sáp nữa, nó sẽ chết trong vòng tích tắc. Tích tắc luôn á. Ồ, nó bắn đã chưa? Ồ, đụng liền, chết hết. Đụng 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 liền. Phải xây một tòa nhà sáp thôi. Oh no. Chết rồi. Tôi chỉ còn mấy trăm máu nữa thôi. Wow. Ghê ta. Nữa nghe. Ồ, sáp nha. Sáp hỗ trợ. Sáp hỗ trợ. Bù lắc 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 ô lắc lắc hơi tí rồi nữa nè. Ấy ghê chưa, từ tay chưa, cái rum là tớ thích lắm luôn á. Lúc đầu tớ không thích bởi tớ không biết quá thì tớ không biết thiệt, giống san quá à, nó chơi kinh thiệt, chơi giống san luôn á, nãy quá chơi anh em nhưng nó chưa đó đó giống san vô chơi nó hẹp lại từ từ giống như sao nó làm cái xương á. Ó liền ó một phát chết hết nè. À, ha 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 lớn hơn cái hồi nãy luôn rồi các bạn ơi. Đó nữa nè. Ủa giờ sao cái con bự không vậy, giờ bự không đó nha các bạn, giờ con bự không mà các bạn ơi. Nhưng đó có thể đấu lại được. Skip đi, tớ không biết chọn à, tớ sẽ skip đó. Bụng liền chết ngay. Ha ha ồ mé chút xíu nữa chết luôn. Oh my gosh, boom boom ha ha ha. Ồ xa nữa nè. Ồ cái con chạy nhanh, cái con chạy nhanh nè, cái con chạy nhanh nè, cái con chạy nhanh cho mi chết luôn. Tớ sẽ chọn cái này phụ cái con kia đó, phụ quá trời luôn, phụ diệt gắt nha. Bùm 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 chết hết luôn nha các bạn. Tớ sẽ ngay, tớ sẽ được mấy trăm điểm luôn á, để có thể mở được cái mớ, và một cái mớ sẽ được là cái bắn súng, mà cái bắn này bắn liên tục. Đu 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 rồi mém chút xíu nữa là tớ chết luôn rồi nha các bạn. Oh no, đúng rồi ý kiến của thầy. Quá trời luôn, giờ nó mát luôn. Oh my god, hai đạn vậy, hai cục thôi vậy, bụng liền. Oh my god, rồi nó không bao giờ lát luôn. Phụ tráp nè, đùm tráp phụ đó nha. Tráp phụ đó, tráp bao quanh cái thằng này thôi coi. Giờ tớ sẽ làm trụ sở cháp, trụ sở cháp nè. Bự chưa, bự chưa, các ngươi sẽ thấy ngạc nhiên thôi. Ô nồi đục thôi, chắc trụ sở này nó bị phải phá hủy ngay tức khắc. No mẹ chụp chữ nó đó rồi xong luôn các bạn ơi. Tớ còn một viên đạn nữa thôi, chúng vào tớ thì tớ sẽ chết, nhưng tớ chết tớ cũng không sao bởi vì tớ đã có sự cóc rất ghê. Và trước khi giao tớ phải lượm đó, tớ không muốn chết. Tớ 15 ngày mấy rồi, tớ chết là tớ thua, nhưng tớ không muốn thua, kỳ chưa, kỳ lạ lắm các bạn ơi. Tớ sẽ phụ tụi nó xây tòa tháp ráp nha các bạn. Oh no, bạn ơi sao bạn dữ vậy? Nữa nè, ha, sao làm được gì với em? Oh no, nhìn lé con mắt luôn vậy. Oh no, mém chút xíu nữa là chết rồi. Đây mày chút xíu, what, 300 mấy trăm kỷ con boss luôn rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, tớ nên chọn cái nào đây? Thôi tớ nên chọn cái này đây cho nó mạnh ra các bạn. Đùng liền ha. Bung mày nãy mi bao nhiêu là boss luôn. Giờ thì nó no rồi. Chết chắc rồi.
Giờ tớ chết chắc thiệt rồi các bạn ơi. Không, đừng có nói vậy, chết là chết thiệt đó nha. Ồ, hai bạn boss luôn. Cái gì ghê vậy? Nãy giờ tớ bị bỏ lỡ hai cục rồi đó. Tớ không muốn bỏ lỡ thêm cái cục nào nữa đâu các bạn ơi. Trời, tớ cũng bị chết rồi đó, một cục nữa nè. Tớ chết luôn. Wow, ghê ta, cái này là gì vậy? Năm sự tá thử coi. Đúng 20.000 luôn nha các bạn. Mà tớ không có tài skill. Để coi nó sẽ như thế nào, nếu như nó sẽ ở đằng trước cùng với nó thử coi. What? Ủa nó gà vậy trời. Gà còn hơn cái con hồi nãy luôn á. Làm sao đây các bạn? Thôi, đến đây cũng là game crazy. Nhưng tớ sẽ chơi hết cái này. Các bạn ơi, nhìn nè. Ôi ôi, sắp chết rồi các bạn ơi. Thôi chết, bye bye. Chơi nó chết luôn đi, tớ thích con này hơn. Bởi cái này 5.000 mấy à, cái này là được 200 mấy nè, cái này được 900 nè, cái này được 2.000 nè. 2.700 mấy nè, cái này 5.000 mấy, cái này là 20 mấy nè. Ủa cái này có 100 mấy à. Tớ thích cái này lắm nha các bạn. Tớ thích cái đó, cái này nó thật lắm, tớ thật lắm. Đùng 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 đùng, nó bắn đùng 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 luôn nha các bạn. Tớ sẽ chọn cái này. Chẳng có bạn thôi, chẳng có bạn. Không thấy bạn thì không sao. Tớ sẽ chọn cái này. Chắc nó sẽ bị tráp cái kia. Tớ muốn bơm kìa, bơm cho nó mạnh. Chát chứ nó gà lắm. Phần thưởng chính của chúng ta là không có. Auto đi, auto cho nó mạnh. Lấy được stock. Boom. Cũng chưa bằng gì đâu. Auto nữa nè. Đùng đùng được. Đùng 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 đùng. Tạm thời là nó đang rất mạnh. Mạnh hơn mấy con kia đó, thành hai cái cánh rồi đó. Uống về cái giống như cái hành hải, lỡ như nó mát thì sao không biết. Tớ sẽ để dành thử coi, họ để dành mất mất tiêu luôn đó luôn nè. Ha 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 ha, full mát luôn. Ồ, nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Tớ sẽ đứng im, không phải lại chứ nữa nè. Ấy đi chưa, đi chưa, đi chưa, các bạn thích đi chứ gì ạ? Bởi vì mình có quá trời cái rô, cái mình không biết cái đó tiếng Anh là gì, bởi vì mình quên từ rồi. Ủa chứ nó đâu rồi ta? À đây. Ôi, bạn ơi, bạn bớt giỡn nha. Cái bo xì bạn nha, bo 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 xì bây giờ nha. Bạn đòi kêu tớ qua đây để làm gì để chơi. Mà chơi cái gì? Chơi cái gì á, ghê lắm. Chơi đấu bó, chơi chiến đấu với nhau. Ôi rồi ôi, bùng liền. Chết ngay chứ sao. Không chết sao được. Nữa nữa nữa. Tớ phải cần 9 cái lận nha các bạn. Tớ no. Tớ không xài skill. Skill đùm. Anh em ơi, skill cố lên nha. Skill thì phải mạnh. Tớ sẽ im lặng chơi hay là tớ nói nhiều chơi, các bạn chọn cái nào? Không biết, tớ sẽ nói nhiều chơi. Đó, rồi chờ, rồi chờ. Ui ui, mém té. Không, không, mém nữa là ưa. Ném nữa là xin vĩnh biệt cụ rồi. Không có ai hết đó. Tớ sẽ chọn cái này nữa nè. Rồi bên kia nữa là thành hai cánh, không một cánh. Là sao hai cánh được vậy? Nếu như mà mình
cho nó quá trời thì sao? Giờ thử nha. Lửa nè, bắt đầu đã được một cánh mấy rồi. Đây. Ha. My god. Ha 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 ha. Vậy là chết với mấy thằng kia rồi. Đó, chỉ cần cái này là đủ rồi. Nhưng phải cần cái kia nữa. Ai nữa nè. Quá đã luôn các bạn ơi. Đùng liền. Mình thích bơm này hơn cơ. Để coi có con boss xử lý được không. Ô mà có cái này. Đó boss kìa. Đó, ấn cái này để có thể để cho nó nổ luôn đi. No 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 bạn ơi, các bạn ơi, các bạn bớt giỡn nha. Đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Thôi tạm biệt các bạn và lần xa. Goodbye, 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 goodbye.